con đang chơi cái gì á? Mommy, Papa, you want to play with this one? À, bây giờ bữa nay Chi có hai loại trò chơi mới và Chi rất là thích cái trò chơi này. Cái này cô chú nó làm một cái hình như vậy nè. Ở trong cái này nè, cái mình cứ làm như vậy nè. Đó, cái này nó gọi là puppy. Puppet. Hả? Puppet. Not puppy. Hả? Not puppy. À, puppet. Yeah, puppet. Puppet. Yeah, that's just like a switch. Chừng mấy ai biết nghe, tưởng búp bì chứ ai biết đâu. Mommy, nó vậy thôi, nó vậy thôi đó, nó thích vậy thôi. Cô đâu chú đó, cứ ngồi vậy nè. Đó, bây giờ cái game của nó là cái game gì đó. Rồi, quên nữa. À, đã nhận được cái thùng mà đầm váy đồ kiểu của chú Bình rồi. Rất là đẹp luôn, chú Bình tặng đầm váy rất là đẹp. Nhưng mà có chú Bình làm ơn gọi điện thoại lại dùm cho Ngọc cái, để Ngọc hỏi cho chú Bình có cái váy nào của ai hay là hết là của ông Chay. Chú Bình làm ơn gọi điện thoại lại dùm cho Ngọc cái nha. Đúng không con? Con quanh tay lại con cảm ơn chú Bình tặng cho con cái váy Mickey Mouse đẹp chưa? Mommy, gì vậy? Then we play more. Hả? Con cảm ơn chú Bình đi. Mommy, we play. Bây giờ nghe lời mẹ, khoanh tay lại. Okay, goody. Con cảm ơn chú Bình. Con cảm ơn chú Bình. Lớn lên. Con cảm ơn chú Bình. Đúng rồi. Con cảm ơn chú Bình. Cái này gọi là puppy không con? Mommy, no, we pop it like this. Đó, vậy đó cô chú. No, we pop. Let me show you how to pop it first. Cái này là cái gì con chập con dạy mẹ nói lại cho nó đúng coi. I'm Pepper. Pepper. No, Pepper. Chị thương nhiều. Mommy, like this. Mommy, look. Mommy, look. Mommy. Like con this. Ơi, con nói mẹ không biết cả. Mommy, I'm like this. Mẹ không biết thì con chỉ mẹ chứ. Like this. Mom pop it like this. Mommy, play. Don't worry, you still back. Mẹ buồn á, con đừng có làm mẹ buồn nghe không? Ok, lại bình là. Đúng rồi. Đó, cứ ngồi phép vậy nè, cô chú rồi mua hết hình. No, like this. À, lắp cái gì hả? La 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 la. La la. Cái này á giống như là cái dạng mà cái bông bóng mà của gọi là cái bông bóng mà bóp vô cái nó kêu bụp 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 á. Nhưng mà cái đó thì nó rất là ồn ào và nó rất là lãng phí bông bóng, thì người ta mới thiết kế ra cái này. Mommy, you win too. Đúng rồi, mẹ thắng rồi. Nó cứ bóp vậy đó, có hình đủ hình đó, hình Mickey hình gì đó. Hình là gì? Mickey Mouse. Mickey Mouse rồi unicorn rồi hình kitty cat. Nhiều lắm, thấy con ha? Why she said what? Hả? Because he loves me. Ai? Him. Him nào? Him, he likes me. Why she said what? Ai nói thích con? Đâu có ai thích con đâu. Cô chú hả? Cô chú thích chay hả? Hỏi cô chú có thích con không? Hỏi. Say him! Con ăn không? You want some? Uh-huh. Rồi. Can she have some? Of course. Daddy, mommy, can we crack that in the spoon? Không, bảy ăn cereal là ăn cái chén đàng hoàng, chứ ai ăn cái trong cái đó. Xí no. Thôi. No, I want to make tea. There you go, mommy. She likes it dry. Okay. Oh. Con không ăn cereal, có sữa vô hả? Ngày xưa có chay, để mẹ kể cho con nghe về cái cereal, để kể cho cô chú nghe về cereal này. Ngày xưa lúc mà mẹ mới có bầu con á, mẹ không biết nằm ở tháng thứ mấy. Hồi nào bây giờ mẹ nói thiệt với con là mẹ không hề thích ăn cereal. Và lúc mà Ngọc có bầu chay với cô chú, không biết cái tháng nào á, trời ơi mà nó thèm cái cereal này một cách ngộ lạ lẫm. Mà ăn cỡ từng lễ lần hết mà ăn. Mommy, go to me. Vậy? Because I want you to. À, con muốn mẹ ngồi gần con hả? Mommy loves you, Jay loves you. Mommy, thank you. Ngồi xuống. Nó muốn mẹ ngồi xuống, ngồi gần thì ngồi xuống. Mommy, thank you. Đó, không có được. Daddy, see the candy over there. Put it somewhere else. Okay. Yeah. Rồi, ăn đi. Trời, hồi đó mẹ có bầu cho em một tuần lễ mẹ ăn cái này xong. Mà đâu có dần thích ăn siêu hồ giấy. Trời, tự nhiên sáng cái mẹ. Mommy, you like this? Cái kia. Ngon. Cảm no, you got to hold it. À, mình cầm ăn, nó đút mẹ ăn luôn á. Đút luôn, thẳng là đút no, luôn. No, I'm not like your mama.
Ngọc kêu nó đút ngụm luôn, nó nói không, con đâu phải là mẹ đâu, con mà con phải đút. Con là con của mẹ nhưng mà con không đút mẹ được vậy. Lỡ sau này mẹ già rồi con đút cho mẹ ăn. Chi trà chuối. Đúng không? Thôi mình nói đút mẹ mình đi. Đút mẹ mình đi. Chè chè nấu cô chú chè đang ăn gì? Bánh này ngọt 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 vậy cô chú. Nhưng mà trong cái đám mà cereal á là con thích cái cereal này nhất. Cái này là cái gì? Flex gì đó. Baby what is this called? Bật quá thật. Frosted Flakes. Chà không biết cereal nhưng mà cái tên đó là tên gì? Không? Giống như honeycomb hay là Frosted Flakes. I'm with you this way. Nói nha, trong cái đám cereal là mày chỉ thích một cái Frosted Flakes này thôi. Còn không là mày không có thích nữa. Nhưng mà mày thích ăn chung với sữa. Like a thing. Oh, much, mom. Ừ, cho mẹ much. Cho mẹ thêm hả? You can't be really sad. Hả? You can't be really sad. À, con cho mẹ ăn thêm để mẹ đừng có buồn đúng không? So you can't put more. Trước khi mình ăn nè, mời cô chú ông bà, mời ông bà cô chú. Mà con nói được tới con nói mời ông bà cô chú. Cô chú. Đúng. Sườn quá. Mommy, I used to paint this one too. Thôi, tường này đang màu trắng đẹp mà sơn chi? Because it looks ugly. Bậy. Tụi lao đặt cho giờ. Tụi lao. Con nói chỉ đi, tụi lưu. À bây giờ ông quên nữa. Ông bà cô chú chưa biết cái tên của con trai tên gì. Theo mình nên là first name là gì? Chị. Last name. Chết. Thôi gì? Còn middle name? I think my name is Sam there. Nhưng mà cái middle name là cái gì? Cái tên chính giữa, cái tên lót. Sikai. Con nói đi, Sikai. I don't get bottles. Nãy giờ ăn không cho mẹ ăn á. Ồ. Thấy chưa? Thấy chưa? Quên hang. Quên hang. Mom, I was gonna eat. Mom, I was gonna eat first and I'm gonna give you later here. Ngon nha. Thơm. Thôi được rồi, được rồi. Mom, thích cái sữa. Thơm dạ ngọt lắm ạ. It's really bright. Ăn nha. Ăn coi. Nước này mày lấy nước uống nha. Mắm nó nát mà. Sao ạ? Thường lắm á cô chú ơi. Mom, look at this lumpy. Mom, look at this lumpy. Một ngày this lumpy. Đẹp ha. Một ngày hung không biết bao nhiêu cho đủ cô chú. Miễn thấy cái mặt nó là chỉ là ôm hung nó thôi chứ không thèm nói chuyện. Nó nói gì nó ôm hung. Hung hung tới cơ nó mà nó nói vậy nè. Enough, enough, enough. Mommy, mommy, enough kisses, enough kisses. Là đủ, không đủ rồi, không đủ rồi. Thấy không ha? Nhưng mà không biết không, tại vì mẹ thương con quá nên là không có bao giờ cái gì là đủ á. Con không ngày, không đêm, không sáng, không tối cũng đủ. Trời, vậy con mới đầu con kêu mẹ ngồi gần cho con đã vậy. Con nói mày đừng có ngồi gần con là sao? What is Sadie asking you to do? Nó dậy á cô chú. Nó dậy á. Nó nói với mẹ, nó mẹ là mẹ ơi, tại sao A Trì không có qua kêu con dậy nữa. Đúng không con? Không phải A Trì Min. Thứ nhất á, A Trì phải dậy đi học sớm. Thứ hai á, là có từng A Trì ở với mẹ A Trì, có từng A Trì ở với ba. Cái thứ ba á, là biển mà A Trì muốn kêu mời, muốn qua chơi con á, là mẹ A Trì không cho. Là tại vì hả, A Trì nói mẹ A Trì nói mẹ cũng muốn qua kêu con trai dậy. Mà mẹ nó đâu cho, mẹ nó sợ con trai chưa ngủ dậy tự với mình qua nó làm phiền người ta. Đó, nên là mẹ A Trì không có cho. Cái mẹ nói là mẹ bà cứ tự nhiên đi. Nó thích thì cho nó qua kêu thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà tăng hại phải không? Hay tự nhiên nhà đông đóng cửa vô gõ cửa kêu ta dậy đúng không? Đó, chứ tối thì con biết á là Trang ngủ với mẹ con Trang không? Và bây giờ lấy bài ra học nè. Lấy bài ra học nha. Lấy tập ra viết nha. Bây giờ viết tới số mấy rồi? Đóng chữ sao? Không.
viết số 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ qua tới số 6 chứ không không vẽ tao bậy bạ nữa. Vẽ bây giờ qua tới số 6. Không vẽ số 6 đạt đâu. Nha, mày lấy nha. No. Sao I'm still looking at the page. Mà chị có biết tối là tối chị ngủ với ôm chị và hôn chị quá trời không? I got poopy. Không bậy không à? I got peepy. Chơi đi. Oh, is there anything in there? But kisses? Lots of kisses, right? Oh. Cavity? No. Hello, cô chú ơi. Chơi với mẹ đang bơi. Con nói đi. Nói con chơi với mẹ đang bơi. Nè con chú. Ok, bây giờ con nhảy cho cô chú coi nha. Ok. Tới đây bơi đi. Ok, do big one. This time I'm gonna do a big one. Cô chú, con do a big one. Đúng rồi. Nói cô chú ơi, con nhảy ha, con nhảy mạnh. Đúng rồi. À, nhảy mạnh sao? Nhảy sao mạnh? Bơi lên trước. Sao hết đi. Tí, bơi. Bơi cái tay ra. Sải cái tay ra. Ngậm cái miệng lại. Bơi là không có mở cái miệng ra, ngậm cái miệng lại. Đây nè, đây mày chỉ đây nha. Không, không hù gì nó bơi. Mệt hay gì? Ok, mệt thôi. Lên đây, con rùa cọc. Con rùa mẹ cọc rùa con. Bơi nè, hai cái tay sải ra, sải hai cái tay dài ra, bưới móc, bưới, bưới nữa giống như con gà vậy đó, lẹ lên, bưới. Trời ơi, giờ nó đụng dây điện. Không, đúng rồi, bơi. Đây nè, cái tay, mẹ chỉ cái tay bơi sao là phải như vậy nè, đó, cái chân thì đập, cái tay thì bơi, lẹ lên.